Hello, Dũng xin chào các bạn. Lâu quá chúng ta mới tới với sân Đại Nam hả các bạn. Thì hôm nay Dũng sẽ đưa các bạn đến sân để mà chơi tham quan lại cái sân. Lâu lắm rồi Dũng mới lên đây. Thì bây giờ còn sớm, mới 8 giờ thôi. Anh em ô tô vẫn còn chưa tới. Thì Dũng đến trước, Dũng chờ. Rồi bây giờ ở đây là chỉ có xe nhỏ đang tập thôi. Thì mấy anh em đang ra khởi động. Các bạn nghe tiếng xe không? À, lâu ngày nghe là tiếng xe phấn khích không các bạn? Quá đã. Lên giáp luôn, chuẩn bị chạy. Đây con chiếc nữa các bạn. Xe chạy chắc là tháo bớt dàn nhựa ra để chạy cho nó dễ, nó đỡ phí. What?
bạn, thì hôm nay anh em cũng tập nhiều rồi. Bây giờ vào bên trong để nghỉ ngơi. Thì một cái clip ngắn Dũng gửi đến mọi người để mà xem sơ qua cái chắc Đại Nam. Mình hâm nóng một tí xíu cái cảm giác chạy xe. Và gửi đến các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và sức khỏe nha các bạn. Chúc các bạn nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn bây giờ xe 4 bánh đập, 4 bánh mini vào sân giọt.